Vâng, xin chào anh chị em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái cách set đèn của đèn 18 inch Void Pro bên mình nhá. Thì cái cách set góc như nào để tạo ánh sáng ổn và rất là chuẩn. Rất là nhiều người sử dụng đèn nhưng mà họ không biết cách set đèn, set góc như nào. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cách set góc để cho anh chị em có thể ánh sáng đẹp hơn và không tốn diện tích nhiều. Vì cái đèn 18 inch này là cái đèn loại lớn, bên mình chuyên để thứ nhất là set góc rộng và giá tha cả hợp lý. Thì mình sẽ sử dụng hai đèn đánh hai bên như vậy và tạo góc 45 độ và đánh vào mặt như vậy. Và mình sẽ để máy quay ở bên giữa như vậy, máy quay ở bên giữa như vậy, ở giữa, và hai bên đèn đánh hai bên tạo góc 45 độ. Thế bây giờ mình sẽ mô tả cho anh chị em cách dùng hai đèn và cách dùng một đèn nhé. Đèn Void Pro này thì gồm có hai kiểu chỉnh sáng. Cái bên trên sẽ là chỉnh màu sắc và độ nháy để của đèn màn hình. Bên dưới chỉnh sáng tối. Đấy, nguồn cắm ở đây. Thì với cả cái góc của mình hiện tại đang là cái góc setup để review sản phẩm. Và để review sản phẩm hay là để có thể live stream được ấy, thường thường mình sẽ để như này. Và mình sẽ sử dụng hai cái đèn đánh hai bên như vậy. Một cái cao, một cái thấp, đây. Đấy, ok, anh em thấy không? Đây, mình sẽ để một cái góc 45 độ như cái đèn giống như này này. Và một cái đèn nữa đánh ở bên cạnh thấp hơn sẽ đánh chiếu vào bên này, cũng để 45 độ. Tức là nó sẽ không chiếu thẳng vào mặt, mà mặt mình sẽ là lúc đấy mình sẽ để cái gậy ví dụ gậy live stream ở đây, để vào giữa như này. Đây, để vào giữa như này thì live stream hoặc làm video rất là tiện, đấy chưa? Hoặc làm video nhá, vì làm video đây, review sản phẩm đây. Hoặc có thể live stream mình để lại ngược lại điện thoại và mình kẹp điện thoại đây, mình live stream sản phẩm. Đấy. Thì rất là tốt. Thì tùy theo cái làn da chúng ta trắng hay là vàng, da mình vàng nên mình sử dụng đèn này chỉ màu trắng. Đấy. Thì cách set góc nó rất là đơn giản, hai đèn sẽ đánh hai bên vào hai bên mặt của mình. Còn ví dụ mà chúng ta chỉ có một đèn chẳng hạn, mình sẽ để làm như này. Đấy. Mình sẽ để như này. Và mặt mình sẽ là mình ngồi ở ghế ở bên kia, mặt mình sẽ nhìn vào đây và tạo một góc 45 độ. Tại sao mình hay nói là cái góc 45 độ như này? Tại vì cái góc 45 độ là cái góc thứ nhất là giống như cái tán ô ấy, nó sẽ chiếu mặt mình như này và nó chỉ chiếu vào phần này đây, chiếu vào mặt đánh thẳng vào mặt như này sẽ sáng thẳng đều mặt, rất là tốt cho mặt. Chứ không phải là chúng ta để thấp xuống chiếu thẳng vào mặt như này thì rất dễ là chói mắt và rất dễ là buồn ngủ. Đấy. Thì mình thường thường mình sẽ ngồi như này mình review. Đấy, như này. Được chưa? Mình sẽ ngồi như này mình review sản phẩm. Đấy, review sản phẩm như này. Rất là sáng. Ồ, anh em thấy không? Đấy, thoạt lưng cao lên một chút nữa để cho đỡ bị chói. Chúng ta để máy điện thoại đây thì cái đèn này sẽ chiếu ở đây mà chúng ta tập trung nhìn vào điểm này sẽ không bị chói, không bị sáng, nhìn lâu không mà lo. Và cái đèn này của bên mình Void là có hệ thống là thứ nhất là hệ thống cái mặt nhựa này. Đây, mình hệ thống mặt nhựa đây, mình sẽ nói cho anh chị em xem. Cái mặt nhựa này sẽ giúp cho anh chị em cản mất cái nhiệt đi, và thứ hai là sẽ đỡ bị nóng cho anh chị em phụ nữ, cho đỡ ảnh hưởng đến làn da. Vì cái việc chúng ta làm việc với đèn này rất là lâu nên chúng ta cần phải đỡ cho hại da. Đấy. Và cái chân đỡ, đặc biệt chân đỡ bên mình này, mình làm rất là cẩn thận và rất là chỉnh chu. Nên và cái đèn này được bảo hành 1 năm anh chị em nhá, 1 năm nhá. Có vấn đề gì trong 1 tháng đầu tiên mình sẽ đổi mới luôn. Đấy. Và anh chị em có nhu cầu thì khi chúng ta mới làm hay chúng ta mới làm chúng ta không muốn đầu tư nhiều ấy, thì chúng ta chỉ cần đầu tư hai cái đèn này thôi. Là hoặc một cái đèn là chúng ta có thể sử dụng làm video rất ok rồi. Thì vừa rồi mình có hướng dẫn anh chị em cách set đèn hai đèn và một đèn để giúp chúng ta có thể ngồi hay đứng để live stream là review được. Nếu mà đứng lên thì chúng ta chỉ cần để góc cao lên thôi, để góc cao hơn chút nữa và để đúng như vậy thì sẽ tự nhiên thở thành một cái góc rộng, rất là rộng anh chị em, vì cái đèn này khổ lớn mà. Đấy, anh chị em muốn biết thêm thông tin thì có thể đặt câu hỏi cho mình, chỗ nào không hiểu đặt câu hỏi cho mình. Anh chị em muốn tìm hiểu sản phẩm click đường link bên dưới. Cảm ơn anh chị em đã xem video và ủng hộ mình.